để chị mở cho. Chị chia đi. Yeah. Đây của chị từng này, của em từng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. Sao em lại được 6 cây đua đây? Không. Sao chị lại được 8 cây? Cái này nó bị dính cái gì? Không. Đua đây. Chị đua ra cho em. Không đua. Không, chị phải chia đều chứ. Bỏ ra. Hai đứa là cái gì vậy? Thằng bỏ cái đây ra. Mẹ ơi. Thằng lớn. Thằng lấy cây của con. Thằng đưa cho chị. Sao lại lấy của chị như thế hả? Đưa cho chị nhiều hơn. Cái kẹo này kẹo của Trung mà. Nhiều đâu mà nhiều. Đưa đây. Đây. Đưa đây rồi. Đưa đây cho mẹ chia. Trời ơi. Mấy cái kẹo thôi. Sao được? Của con đây. Con xin. Này cầm lấy. Sao con được có 2 cái? Thế nhỏ thôi. Nhỏ thì con ăn ít thôi. Ăn nhiều béo đấy. Con cảm ơn mẹ yêu. Mà hôm nay mẹ đi chợ này mua được 2 con lợn đất. Tết xong để các con nhét lì xì nhá. Đẹp quá. Ê, con thích cái nào? Này, cái nào? Này, bỏ tay. Lê gì cứ sòn lên thế nhỉ? Mẹ nó chia đâu? Mẹ chia đi. Ồ, thế bây giờ con muốn lấy cái nào? Con thích cái cam nào hồng. Thế Hằng cũng muốn con này đúng không? Con thích cam nào hồng. Ừ thôi mẹ. Thôi, hai đứa đều thích thì mẹ cũng chẳng biết thế nào. Thế thôi mẹ cứ nhắm mắt này xong mẹ đưa đại nhá. Vâng ạ. Mẹ, con xin. Con bên này mà. À đấy thì con lấy con này nhá. Đây này, con lợn đất này này. Nó màu xanh nó đẹp này. Nó đẹp thế còn gì. Thế chị lấy đi. Không. Thế không lấy đâu. Đó. Chết mà còn chê. Mẹ đúng ơi mẹ rồi. Em Hàng em chê á. Lần sau mẹ đừng có mua cái gì cho đấy, em ấy. Mẹ công bằng. Mẹ mua cho 2 con rồi còn gì. Còn thắc mắc nữa. Sao là mẹ không mua 2 con màu hồng đi. Thì con này nó đắt tiền hơn. Còn cái con này thì nó ít tiền hơn một chút. Ồ đúng rồi. Tiền đâu mà mua nhiều lắm nè. Đúng mẹ rồi. Ơi mẹ. Wow. Mẹ phải cho cả tiền nuôi heo đất nữa. Cho cả tiền nuôi heo đất nữa. Vâng. Thế tiền Tết của con vẫn còn đúng không? Còn ạ. Tiền đâu rồi nhỉ? À đây rồi đây rồi. Đây, để mẹ cho mỗi đứa 1 đồng nha. Vâng ạ. Rồi. Mẹ ơi con đây, thích tờ to. Tờ to hả? Vâng. Rồi cho con 500. Con xin. Mẹ ơi con cũng thích tờ to. Ở đây cũng có nha. Ê con này. Mẹ sao con không giống tờ của chị Tuyết? Tờ giống nào chẳng tờ. Cái nào chẳng giống, cái nào chẳng tiền. Thôi thắc mắc cái gì? Đây mẹ cho thêm đồng nữa. Đấy, đấy. 2 tờ này còn nhiều hơn cả chị Tuyết rồi. Được có mỗi 1 tờ đây này. Thế đổi. Không, thích thế tờ màu xanh. Thế thôi. Không lấy thì đưa đây cho mẹ nha. À, đưa mẹ đi. Không. Trời là còn đời nữa. Rồi, bây giờ hai đứa mang lợn vào trong nhà cất xong ra nấu cơm nha. Vâng ạ. À. Vâng ạ. À. Con cảm ơn mẹ. Ừ. Con yêu mẹ. I love you. Mẹ lúc nào cũng cho chị phần hơn á. Thế mà chị. À mình phải lấy vào để cho ăn cả tiền lì xì luôn. Nào chị bắt mẹ đây. À mẹ đi. À. Nào ơi bây giờ chị sẽ cho em ăn nha. Dâu à. Nào mình gọi là lá xanh ơi. Chị không cho em ăn nha. Con lá xanh nào êu ồn. Xinh lề. Chắc là bị bệnh xanh lá rồi. Con của chị á bị bệnh hồng da. Hồng da mới đẹp. Đây rồi nhìn. Tết đen. Xinh ăn đi em. Lá đi. Xanh của chị cũng ăn đi nào. Ôi dồi ôi cái con lợn đấy á. Cho ăn có mấy lần thôi là đã no rồi. Đây lá xanh nhá, lại ăn thêm 1 đồng nữa này. Đấy, ăn cho nhiều vào để lúc nào đầy cái bộ lòng này nhá. Wow, lì xì của mình có tận 500.000. Thế này á, chả mấy chốc em thành một con lợn bị béo mập luôn. Wow, của mình cũng có ai lì xì 500.000 này. Wow. Đây, lá xanh ơi, lá xanh thích ăn những cái đồng này đúng không? Nhìn đây này, này. Nhìn đây này, thấy em ấy ăn chua, tên tên. Trời ơi, đây, lá xanh của em cũng biết ăn đồng 500.000 này. Đó, cái em chỉ có 1 túi lì xì nữa cơ. Ê, đây nữa. Yeah, được 100.000 cơ. Thế này. Đúng là tiền cả nhỉ. Đó. Đây. Ui, nhiều quá. Mình nhìn được luôn này. Ăn đi, em no rồi hay sao vậy? Ui. Này, lá xanh, cho lá xanh đi. Thêm vào. Phải cho là do tay của chị ăn cơ. Thôi, chị cứ ngồi đấy đi. Này, em cho chị mấy cái lì xì không đấy. Không thèm, này. Mà sao á, em Hằng cũng được ai lì xì tận 500.000 rồi. Thế là con heo đất của em ấy cũng có mấy 100.000 rồi còn đâu. Heo đất bé tí thế mà có mấy 100.000, ăn mấy lần là nó đã béo lên rồi. Còn mình á, cái bạn này to như thế này á, ăn được bao giờ mới no. À,
là mình lấy tiền ở con heo đất đấy, mình cho heo đất của mình ăn đi. Làm sao em Hằng biết được? Đến một ngày nào đó mở ra thì lại tưởng là heo đất ăn thật. Thôi là thôi. Không biết em ấy để ở đâu nhỉ? Mình phải vào xem mới được. Đây rồi, đây rồi. Đợi chị một tí, chị lấy đồ ăn cho em. Tên. Có lợn sai ngờ. Mình sẽ bị ăn thịt. Ui, từ 500 nghìn đây rồi. 500 nghìn này sẽ là của mình. Hả? Khó lấy tên nào? À, cách khác. Ý. Thoát làm sao được? Cắt ở đây nè. Ê, tiền ơi. Wow, 500 nghìn với cả 20 nghìn luôn. Tiền này giờ là của bé dâu tay của mình rồi. Em ơi, qua đây nha, sẽ cho em ăn một bữa no nê nữa nha. Đấy, nè, tinh nè. 20 nghìn mũ à? Nuôi lợn á, chả mới chắc mà béo em nhở. Đấy, no chưa? Ăn nữa không? Không ăn nữa à? Được rồi, thế thì ăn bằng đấy thôi nha. Còn mấy cái tờ tiền lẻ lẻ kia, chị chả thèm lấy đâu. Thế này á, đố em Hằng mà biết được. Có lợn xanh đáng ghét. Ủa, em Hằng. Yeah, lá xanh của mình lại được ăn tiền rồi. Yes. Này nhá, đây là tiền bố chị đi công tác về cho chị này. Cho ăn quà nhưng mà chị không ăn, chị lại cho em này. Nhớ nó nha, xong rồi mau lớn nha. Ăn kẹo không? Không, em không ăn. Ôi giời, bao nhiêu tiền đấy? Hả? Bao nhiêu tiền đấy? Thì bố cho em bằng cho chị thôi mà. 10.000 hả? Mẹ. Ừ, cha mẹ. Con đang làm gì đấy? Con đang ở ăn kẹo. Ừ thế à? Thì con ngồi ăn tiếp với nhá. Vâng. Dạ. Con đang làm gì đấy? Ừ, con đang cho lá xanh ăn thôi mẹ. Rảnh rỗi quá nhỉ? Con thấy cái bao gạo mà họ vừa mới chở xuống đấy không? Ra khiêng hộ mẹ đi. Ra khiêng đi kìa, ngồi đấy mà cho heo ăn. Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ đợi con một tí, con vào nhà con cắt con lá xanh đã. Ôi giời ơi. Cần gì phải vào? Đưa đây chị cầm cho. Ra mẹ hộ mẹ đi. Nhanh lên chứ còn đứng đấy làm cái gì nữa hả? Vâng ạ. Thế chị cầm hộ em nha. Biết rồi. Chả khác nào á, giao trứng cho ác, đưa heo cho mình. Kiểu gì mình chả ăn tiền con heo. 10.000 à? Đâu rồi? Mình đã thấy nó đây rồi nè. 10.000 ơi, về với chị. Lấy được cả 2.000 luôn. Thế là 12.000. Giờ thì wow, còn có mấy 2.000. Vứt vào trong phòng cho em là được. Còn cái này á là của dâu tây. Dâu tây yêu quý. 10.000 này em có biết ở đâu không? Ủa chị Hằng, chị lấy ở con heo màu xanh đấy. Lấy 10.000 thôi, chị lấy được 20.000 luôn. Thế là bây giờ em béo ú rồi. Còn con heo xanh này này, chẳng có gì ăn đâu. Chị Tuyết. Sao chị vừa nói gì cơ? Em nghe thấy hết rồi nhá. Nói gì? Ai nói gì đâu? Có phải là chị lấy tiền ở trong con heo lá xanh của em, xong rồi chị cho con dâu tây của chị ăn đúng không? Lấy bây giờ, em nhìn mà xem. Ai mà nói? Đây này, sao tiền polymer ở đâu hết rồi? Còn có mỗi một tờ nữa thôi. Con heo của em ăn nó nuốt vào trong bụng rồi. Thôi đi, chị lấy rồi đúng không? Không em vừa nghe rồi đấy, chị trả cho em. Nghe, nhưng mà làm gì có bằng chứng mà nói hả? Em nhìn thấy con lợn của em nó vẫn lành lặt, nó có bị làm sao đâu mà chị lấy được không? Nhưng mà rõ ràng em mà nghe thấy. Đây, đây đúng không? Chị rạch ở dưới này đúng không? Làm em không phải, chị trả lại cho em. Đây, trả đây, rạch ba lỗ. Thôi đi. Hai đứa này. Ôi giời ơi, làm cái trò gì đấy hả con? Mẹ ơi, chị Tuyết lấy trộm tiền của con mẹ. Đây này, chị Tuyết moi lợn của con. Đấy, mẹ thấy chưa? Mẹ phải lấy lại công bằng cho con. Phải không con phải lấy của em Hằng không? Con không. Mẹ nghĩ không á, không mà con heo của con nó rách như thế này được.
có khi nào con tự lấy tiền trong bụng con heo rồi mang lên tiêu linh ta linh tinh xong rồi đổ thưởng cho chị đúng không? Con không lấy như thế. Chị Tuyết lấy hết của con. Lúc nãy rõ ràng con nghe thấy chị Tuyết lấy 10.000 của con, lấy 12.000 đi. Lấy bao giờ? Kìa kìa, đấy, nó còn mắc ở kia kìa. Đâu bây giờ nào? Đấy, 12.000 mẹ ơi, không phải 10.000 đâu. Đấy. Mẹ không tin á, mẹ mổ con lợn này ra mà xem. Ai cho mổ mà mổ. Đúng rồi đấy, nếu mà mổ cái con lợn này ra mà nó không có cái gì thì con làm như thế nào? Không có chị à? Không có thì con xin lỗi chị, con còn cho luôn con lợn là xanh của con đi. Không thèm cái con đấy, chỉ thích con này thôi, còn lợn mới mổ nha. Không, chị nói đi. Đây này, ngày xưa chị Tuyết chỉ được lì xì 1 tờ 500 thôi. Làm gì nhiều như thế này? 20.000 của con mà. Như thế này là như thế nào? Có phải con lấy tiền của em đúng không? Đúng rồi, còn gì nữa? Hay thật cho mẹ xem nào. Đây này, tiền polymer của em. Làm gì có tiền nào nữa đâu. Mẹ đâu con? Mẹ chiều con bao lâu nay rồi? Đã chiều hơn cả hàng rồi. Đã thế con lại học đâu cái thói ăn trộm ăn cắp bây giờ lại như thế hả? Trời, tại con muốn con heo đất hồng của con á nhanh béo hơn của em hàng. Đấy, mẹ thấy chưa? Bây giờ chính miệng chị thừa nhận rồi đấy. Thế con sao? Con có xin lỗi em chưa? Hằng ơi, chị xin lỗi em nhá. Từ nay chị không như thế nữa đâu. Chị, mẹ ơi, mẹ nghe chị xin lỗi như thế mà được à? Như thế đấy không có thành ý một tí nào. Chả nè, không thèm. Không á, của đưa em đưa nữa cơ. Mẹ, tiền của con mà. Thôi con cầm cái này để mẹ mua cho con một con lợn to xịn hơn để con nhét lại nhá. Không mẹ, con chỉ cầm lấy tiền của con thôi. Còn đấy á, không phải tiền của con thì con không cần. Yes, mẹ cho con. Để con là sao con còn như thế không hả? Con không mà. Con phải biết yêu thương em một chút xíu chứ. Mẹ thì mẹ đã thương con hơn rồi. Đấy, mẹ không biết là mẹ thương chị hơn con đấy. Mẹ lúc nào cũng thiên vị chị hết. Có cái gì nhiều, cái gì đẹp mẹ cũng cho chị hết. Ôi, cũng là tại mẹ. Tại mẹ chiều chị hơn con cho nên là mới thành ra cái chuyện như thế này. Ôi, mẹ xin lỗi con nhá. Chắc chắn là chị cậy của mẹ chiều chuồng bao mẹ bao bọc chở che nên là chị mới sinh ra nói hư như thế này đấy. Con á, con về con mách cả bố luôn. Đừng có mách bố. Mẹ biết lỗi rồi mà con. Chị xin lỗi nha, từ nay chị không bao giờ chị thế nữa. Chị xin lỗi em Hằng. Nhớ chưa? Không? À. Con nhớ rồi à. Mẹ phạt con nhá, từ giờ đến hết tháng sau đi. Con bây giờ con làm hết việc nhà cho mẹ. Hả mẹ? Em Hằng học cùng chơi thôi. Để cho con nhớ chưa? Vâng ạ. Chị xin lỗi. Thôi được rồi. Mẹ đã phạt chị Tuyết rồi. Để con bỏ qua nhá. Xong vâng ạ. Có gì thì con cũng đừng mách bố. Nếu không là bố lại mắng cả nhà mình luôn. Đúng đấy. Rồi, đừng mách bố em nhá. Chị xin lỗi nha, từ nay chị không bao giờ chị như thế nữa đâu. Nếu mà mẹ mới là chị mà sửa được cái lỗi đấy thì con sẽ không mách bố. Rồi, bây giờ chị sẽ đi làm việc nhà luôn này. Chị đi luôn đây. Ừ, lấy chổi mẹ ra mà dọn dẹp con lợn này đi. Mẹ ơi, sao? Con lợn của con cũng bị rách rồi. Thế, để mẹ mua cho con lợn khác nhá. Còn chị Tuyết thì tí mẹ mua cho con lợn nhựa để nhét tiền cũng được nhá. Vâng ạ. Đây, mẹ mua cho con lợn khác.